Một câu chuyện mới nữa mà khiến cho ai ở trong bối cảnh thị trường hiện tại ở trong nước cũng phải phát thèm. Bởi lẽ đây là giá xe không xa vời lắm so với quốc gia Việt Nam chúng ta. Mẫu xe tôi giá rẻ nhất đã ra mắt ở thị trường láng giềng Ấn Độ vào đầu năm 2020. Về chiếc Renault Kwid được tương thích với BS6, mẫu xe này được bán ở tại thị trường láng giềng với giá tương đương chỉ có 95 triệu đồng Việt Nam. Và giá như có nhân lên gấp 3 thì vẫn là thuộc dòng xe giá rẻ ở thị trường trong nước. Bản cập nhật của Renault cũng tăng giá ở tất cả các biến thể với số tiền tương đương là khoảng 2,93 triệu đồng Việt Nam. Nói về thiết kế thì dòng xe Renault Kwid mới không có nhiều điểm thay đổi so với phiên bản trước đây. Thì mẫu hatchback này được cung cấp với túi khí cho người lái ABS, EBD, cảm biến phía sau, nhắc nhở thắt dây an toàn và hệ thống cảnh báo tốc độ theo tiêu chuẩn. Và đặc biệt biến thể Renault Kwid này hàng đầu được trang bị hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, camera đỗ xe phía sau, tựa tay cho hàng ghế sau và nhiều tiện ích khác nhau. Mẫu hatchback Renault Kwid này có hai lựa chọn động cơ xăng, đó là động cơ xăng 0.8, 3 xi lanh tạo ra công suất là 54 mã lực và moment xoắn là 72 Newton. Lựa chọn thứ hai đó là động cơ xăng 1.0, 3 xi lanh tạo ra công suất 68 mã lực và moment xoắn 91 Newton. Công suất này giống với chiếc xe đáp ứng tiêu chuẩn BS4. Nói về tùy chọn hộp số thì động cơ 1.0 có hai tùy chọn hộp số, đó là hộp số tự động AMT 5 cấp độ và động cơ thủ công 5 cấp độ. Còn động cơ 0.8 lít lại không có sẵn các tùy chọn này mà sẽ được bổ sung sau. Còn nói về dòng xe Suzuki Wagon R với giá thật là ấn tượng là 173 triệu đồng Việt Nam. Biến thể S CNG đạt tiêu chuẩn BS6 của mẫu xe tô giá rẻ Maruti Suzuki Wagon R vừa ra mắt người tiêu dùng ở thị trường láng giềng với giá là chỉ 171 triệu đồng Việt Nam mà thôi. Đây là mẫu xe chạy bằng khí thiên nhiên CNG thứ 3 của Maruti Suzuki tuân thủ BS6. Maruti Suzuki Wagon R là một trong những mẫu xe bán chạy nhất ở tại thị trường láng giềng. Dù là mẫu xe giá rẻ nhưng mẫu xe này vẫn nhận được những nhận xét tích cực của người tiêu dùng về khả năng vận hành nhanh nhạy, cảm giác lái thú vị cũng như là thiết kế đẹp mắt và đảm bảo sự an toàn. Nối tiếp thành công của Maruti Suzuki Wagon R, hãng Suzuki lại trình làng thêm một chiếc xe Maruti Suzuki Wagon R biến thể S CNG đạt tiêu chuẩn BS6, và đây là mẫu xe chạy bằng khí thiên nhiên CNG thứ 3 của Maruti Suzuki tuân thủ BS6 sau BS6 Anto CNG và BS6 Ariga CNG. Nói về động cơ thì Maruti Suzuki Wagon R biến thể S CNG tiếp tục sử dụng động cơ xăng 3 xi lanh. Dung tích là 1.0 tạo ra công suất là 59 mã lực và moment xoắn 78 Newton khi chạy trên CNG. Mẫu xe ô tô này chỉ có duy nhất tùy chọn hộp số sàn 5 cấp. Chiếc xe cũng có dung tích bình xăng là 60 lít. Ở tại thị trường láng giềng thì Maruti Suzuki Wagon R biến thể S CNG được bán với mức giá khởi điểm đó là 171 triệu đồng Việt Nam cho bản LXI và tăng lên 173 triệu đồng Việt Nam cho bản LXIO. Dòng xe kế đến đã có mặt ở thị trường Việt Nam trong những thời gian gần đây và thực sự cũng khá là quen thuộc, đó là dòng xe Suzuki Ertiga. Liên doanh sản xuất xe ô tô Maruti Suzuki đã ra mắt mẫu xe Suzuki SUV Ertiga S CNG nâng cấp từ tiêu chuẩn khí thải BS4 lên BS6 dành cho người tiêu dùng. Bản nâng cấp này nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn. Ngoài việc nâng cấp tiêu chuẩn khí thải BS6, Maruti Suzuki Ertiga S CNG hầu như là không có thay đổi nhiều. Mẫu xe này chỉ có sẵn trong một biến thể VXI duy nhất, tầm trung đi kèm với danh sách các tính năng cũng như là bộ an toàn tương tự. Cũng như là trong phiên bản BS4, đơn vị xăng K15B của Maruti Suzuki Ertiga S CNG tạo ra công suất thấp hơn 92 mã lực và 122 Newton khi chạy trên CNG. Tuy nhiên, số dặm AII đã giảm nhẹ từ 26,2 km ở dạng BS4 xuống là còn 26,08 km trên 1 ký. Ở tại thị trường Việt Nam thì dòng xe này đang nhỉnh trên hơn 500 triệu đồng. Trong khi đó, ở tại thị trường láng giềng Ấn Độ, giá khởi điểm đó là 291 triệu đồng Việt Nam.
Sự phát triển mạnh mẽ của ngành ô tô Trung Quốc khiến cho cả thế giới phải dè chừng. Willie Sitt, giáo sư đang giảng dạy ở tại trường kinh doanh Harvard ở Mỹ, có chia sẻ về vấn đề này trên Bloomberg với tiêu đề là đừng coi thường ô tô Trung Quốc. Trọng tâm của ngành công nghiệp ô tô từ lâu được cho là tập trung ở khu vực châu Âu, Bắc Mỹ hay là Nhật Bản. Dù là đi lên từ sự sao chép và sản xuất hàng loạt, các hãng xe Trung Quốc đang dần cho thấy sự thay đổi trong những năm gần đây và được dự đoán là có thể tạo ra nhiều đột phá mới. Những cạnh tranh về chiến tranh thương mại vốn được cho là nguyên nhân nhấn chìm ngành công nghiệp ô tô đang thổi bùng sự chú ý của dư luận về các hãng xe Đức, đặc biệt là BMW và Daimler. Đây là những hãng có nhà máy sản xuất lớn ở Mỹ và xuất khẩu ra nhiều thị trường trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Trong khi đó thì Mỹ nhập khẩu khá ít xe từ thị trường Trung Quốc, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một số cái tên như là Buick, Envision, Cadillac CT6 hay là Volvo S-City. Những gì đang diễn ra trong ngành sản xuất xe ô tô của Trung Quốc đó là một câu hỏi còn nhiều bỏ ngỏ. Nhưng theo nhận định của Willie Sitt, giáo sư ở tại Đại học Harvard của Mỹ, những quan sát thực tế của ông sau nhiều lần ghé thăm các hãng xe Trung Quốc ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản trong vài năm gần đây đã mở ra một góc nhìn khác về quốc gia đông dân nhất thế giới này. Cách đây 15 năm, xe hơi nội địa Trung Quốc như là bản sao chép xe Nhật, xe Hàn hay là xe Đức, bởi đúng là như vậy. Không hoạt động theo mô hình liên doanh với thương hiệu nước ngoài, các hãng Trung Quốc đã tạo ra mẫu thiết kế riêng nhưng được tinh chỉnh từ phần lớn loại xe phổ biến đang bán chạy trên thị trường. Việc Trung Quốc sao chép thiết kế đã trở thành huyền thoại. Một đồng nghiệp tại Toyota từng nói với tôi rằng ông rất nể một hãng xe Trung Quốc. Họ nhái mẫu xe của Toyota giống đến mức dùng cửa của xe bản sao và đặt lên hàng thật. Mọi thứ vẫn hoạt động hoàn hảo. Ban đầu các hãng xe Trung Quốc chỉ bắt trước về thiết kế, sau đó chuyển qua phụ tùng riêng lẻ và cuối cùng là xây dựng nhà máy để mà sản xuất hàng loạt. Công thức chung này được áp dụng ở nhiều hãng, trong khi đó các nhà sản xuất hàng đầu sử dụng công nghệ thiết kế tinh vi hơn để mà thiết kế và tạo ra mô hình. Ngày nay nếu quan sát một số thương hiệu hàng đầu của Trung Quốc, mọi người sẽ thấy các loại động cơ được chế tác tinh vi, động cơ tăng áp, hộp số tự động và nhiều chi tiết nội thất khá là cầu kỳ. Những tiến bộ trong thời gian ngắn như vậy là rất đáng chú ý. Giai đoạn 1890-1900 có đến hàng trăm hãng xe Mỹ, nhưng mãi đến những năm 1920, General Motors, Ford hay là Chrysler mới nổi lên và thực sự trở thành những người chơi thực thụ khi ngành công nghiệp này bước vào giai đoạn hợp nhất. Cách đây vài năm, Willie từng tham dự Shanghai Auto Show và chứng kiến hàng trăm hãng đua nhau trưng bày xe tại triển lãm. Có thể nói rằng vào thời điểm đó thì một số hãng đã bắt đầu để ý đến marketing để đánh bóng tên tuổi, nhưng cũng còn không ít đơn vị vẫn chỉ chăm chăm sao chép những gì mà người khác đã làm ở triển lãm Detroit Auto Show. Trong khi các hãng xe Trung Quốc vẫn chưa hợp nhất để mà bán hàng, thì một số ông lớn trong ngành như là Geely, Changan, Dongfeng, BYD, tập đoàn công nghiệp ô tô Bắc Kinh trở thành những cái tên top đầu trong ngành. Điểm khác biệt của họ là khả năng bán sản phẩm mang thương hiệu nội địa, chứ không chỉ là sản xuất và bán ô tô thương hiệu nước ngoài được liên doanh. Năm 2017, 17,2 triệu xe mới đã được bán ra tại Mỹ, trong đó khoảng là 11,2 triệu xe được sản xuất trong nước. Số còn lại là hàng nhập khẩu. Với một nền tảng sản xuất tương đương nhau cùng năm, doanh số thị trường Trung Quốc đạt xấp xỉ là 29 triệu chiếc. Như vậy, thì doanh số ở Trung Quốc cao gấp 1,7 lần so với ở Mỹ và sản lượng thực tế cao gấp 2,5 lần. Các nhà sản xuất phụ tùng bao gồm các hãng có quy mô toàn cầu như Continental và Valeo đánh giá Trung Quốc là thị trường hấp dẫn về quy mô, hay nói cách khác, Trung Quốc là nguồn cung phụ tùng giá rẻ và có tác động không nhỏ đến ngành chế tạo ô tô tại Mỹ. Ở tại Mỹ thì truyền thông và báo chí dành sự ưu ái đặc biệt cho xe Tesla và Elon Musk. Trung Quốc cũng có một số nhà sản xuất xe điện lớn như là BYD và một số startup nhỏ lẻ như là NIO ở Thượng Hải. Chính phủ Trung Quốc đã cấp giấy phép sản xuất đặc biệt cho các công ty sản xuất xe năng lượng mới nhằm khuyến khích khởi nghiệp và đồng thời ủng hộ các hoạt động nghiên cứu phát triển và hỗ trợ người tiêu dùng. Ở tại Trung Quốc thì các loại xe năng lượng mới còn được miễn nhiều loại thủ tục cấp phép phức tạp để mà lưu thông trên phố. Nhiều ý kiến cho rằng để có một biển số xe ở những nơi thường xuyên đông đúc như là Bắc Kinh, giải pháp là hãy mua xe điện. Ngày nay xe điện được coi là con bài để mà Trung Quốc có thể đánh đổ bức tường thành vững chãi mà các hãng xe kỳ cựu trên thế giới gây dựng từ nhiều năm trước. Dĩ nhiên điều này không thể dễ dàng đạt được chỉ bằng cơ sở hạ tầng, bằng công nghệ chế tạo động cơ đốt trong hay là tư duy làm việc cũ, mà chỉ có thể bằng cách bắt đầu từ đầu.
Hiện nay thì Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư sản xuất pin và tham vọng giữ vị trí dẫn đầu về sản xuất xe năng lượng mới. BMW gần đây công bố kế hoạch nhập nguồn pin từ nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới ở tại Trung Quốc. Đó là CATL. Volkswagen thì tập trung phát triển mẫu xe điện tại Trung Quốc, trong khi đó Tesla cũng tuyên bố sẽ xây dựng siêu nhà máy ở Trung Quốc có công suất là 500.000 xe mỗi năm. Cách đây 2 năm, đưa một nhóm sinh viên Harvard tới Thượng Hải trong 2 tuần giao việc trong các dự án ở một số công ty Trung Quốc, trong đó có một số doanh nghiệp startup về Internet. Tôi muốn các sinh viên thấy rằng Internet tại Trung Quốc đang phát triển rất khác biệt bởi những quy định riêng về mặt pháp lý. Có thể lấy ví dụ như là xu hướng giám sát mỗi khi một ý tưởng kinh doanh mới xuất hiện trên thị trường. Giao hàng ở các thành phố lớn của Trung Quốc khá rẻ, thường chỉ tốn hơn $1 mà thôi. Nhưng điều đáng nói ở đây là có bao nhiêu người Trung Quốc đặt hàng trực tuyến từ hàng hóa đến những suất ăn trưa và nhiều loại hình dịch vụ khác nhau. Chúng tôi từng đến thăm một hãng xe nơi có Wi-Fi với dịch vụ trọn lời, kết nối ô tô và tự lái là những công nghệ hỗ trợ mà Trung Quốc tìm cách thống trị.